nam mô a di đà phật ăn chay diệt tội lùi bệnh mẹ hiền cứu khổ quan âm mượn tay trần thế linh lan ghi lời mẹ này hạ bút cứu đời dạy khuyên các trẻ y lời mẹ ban ăn chay khỏi bệnh nghiệp tiêu ăn chay mạnh khỏe oan khiên chẳng còn ăn chay làm phước mới còn ăn chay niệm phật phước càng tăng cao ăn chay sửa tánh rồi trao ăn chay mới biết thấp cao đạo hiền ăn chay niệm phật làm lành ăn chay mới trổ nhiều cảnh hoa tiên ăn chay kết được thiện duyên ăn chay mới thấy điển thiên tăng dần ăn chay mở trí hội thân ăn chay mở được sáu tầng ngục môn ăn chay giữ được xác hồn ăn chay tan nghiệp phước hồn về sau ăn chay cửa Phật đặng vào, ăn chay áo gấm máu bào mẹ ban, ăn chay cứu được tam tràng, ăn chay cứu được bảy đời mẹ cha, ăn chay niệm chữ di đà, ăn chay con cháu cả nhà hiền lương, ăn chay Phật chứng mười phương, ăn chay ở thật người thương kẻ chào, ăn chay Phật thánh đón vào, ăn chay cha mẹ rượu đào đợi ban, ăn chay không có gian nan, ăn chay con cháu giàu sang hơn người ăn chay chẳng sợ chê cười ăn chay để mở mười điều tử bi ăn chay kinh chú giáng trì ăn chay để thấy những gì khai thông ăn chay biết được non bồng ăn chay mới thấy cái lòng biết yêu ăn chay niệm phật sớm chiều ăn chay mới thấy được nhiều điển quang ăn chay không có chết oan ăn chay sống mãi còn tăng lộc tài ăn chay vạn kiếp gặp may ăn chay tiên phật đáp lai hộ trì ăn chay có dạ tử bi Ăn chay thương hết những gì có thân. Ăn chay mới biết xa gần. Ăn chay mới biết mấy tầng thấp cao. Ăn chay khỏi đổ máu đào. Ăn chay mới được bước vào cửa thiên. Ăn chay khỏi bị xích xiềng. Ăn chay mới khỏi cái miền trầm luân. Ăn chay nghiệp chướng mới dừng. Ăn chay mới thoát kiếp mình trả vay. Ăn chay chấm dứt từ nay đừng thèm. Vì sao mẹ bảo ăn chay? Vì sao mẹ bảo ăn chay trong thời kỳ mặt pháp này? các nước hiện đại con người rất văn minh tiến hóa đến xã hội thiên nhân tài trí người có thể đi trên mặt nước và đi lên cung trăng đi ngoài vũ trụ con người kiếp này là thần tiên thánh tiên và thiên tiên từ chỗ siêu phàm tài trí tiến hóa chế biến được tất cả những thứ mà thế gian đang cần để đổi lại những gì là tiền vì tiền mà đánh mất lương tâm vì tiền mà họ không ngần ngại chế biến ra những thứ có chất độc hại đến thân mạng con người là do những người không tìm hiểu về hóa chất có hại lâu dài cho con người ở hiện tại thời kỳ này đây. Ta chỉ cho một số nhỏ mà trần gian mắc phải. Đây ta nói về động vật heo, gà, vịt, bò và cá. Một, bò, trâu tuổi thọ của chúng từ 7 đến 10 năm. Hai, heo tuổi thọ của nó chỉ có 3 năm. Ba, gà, Vịt tuổi thọ của nó chỉ 24 tháng. 4. Cá tuổi thọ của nó từ 4 tháng đến 1 năm. Ngày xưa tất cả những con vật này các con ở thế gian dùng nó không có hại đến bản thân, vì người nuôi nó bằng lúa gạo tự nhiên của người trồng, nên người dùng bổ dưỡng, nhưng phải mắc tội đền mạng là luân hồi trả quả đền mạng. Còn hiện giờ những con vật nói trên đều có hại cho cơ thể và sức khỏe con người, mà còn gây tổn hại thêm như con heo hiện giờ người ta nuôi bằng thức ăn màu lớn, như gà, vịt, bỏ sữa trong thức ăn đó có chứa những thứ phỉ màu lớn, người chủ nuôi có lợi cho sự kinh doanh, mà quên đi người ăn có hại. Vì cái hại này không phải là nó phát sinh liền, mà từ 3 năm đến 5 năm hoặc 10 năm, 20 năm, những hóa chất nó ngấm ngầm từng tế bào của cơ thể và luồng qua làm mục các xương của con người. Cho nên người từ 20 năm trở lại đây ở thế gian phải mang nhiều bệnh, và nhiều biến chứng trong cơ thể sinh ra như bệnh tiểu đường, bệnh loãng xương, bệnh cao huyết áp, bệnh nhồi máu cơ tim, bệnh gan sỏi mật, bao tử, u sơ, u nan đại tràng, bệnh tim, suy thận, mở mắt, phong nhất, tê bại, viêm xoang, thần kinh, tai biến, bại sụi, nó có từ trong hạt lúa, trái cây rau cải. Người ta chế biến từng loại thuốc phì màu lớn, tất cả những loại này nó rất hại cho con người ở thế gian cho đến từ nước uống ở các sông rạch còn những loại giải khát toàn là bằng hóa chất thì con người ở thế gian này cũng là toàn bằng hóa chất tạo ra để nuôi thân bản thân bên ngoài trắng trẻo đẹp đẽ béo phì nhưng thân xác bên trong một người mang rất nhiều là bệnh không biết chết lúc nào mà họ không cho đó là quan trọng mà cứ luôn luôn tìm thức ăn ngon béo bổ cho thân để cho các con bệnh trong thân được tiếp thêm phần tăng trưởng, làm cho con người càng ngày càng tê liệt thêm, mà người đời không hay biết, cũng vì cái ăn cái uống ngon miệng mà phải hại vào thân, thân bị đau nhất hành hạ kêu khóc diễn là cũng vì ta ăn ngon. Hôm nay mẹ khuyên ăn chay, đời này mà pháp hạ ngươn, ăn chay rửa xác để còn dự thi, muôn ngàn vạn kiếp béo phì gieo nhân thường mạng đến thì kiếp này. Ăn chay sửa tánh thẳng ngay. Tạm dùng dưa muối mặc ai chê cười. Ăn chay khỏi bệnh tiểu đường. Ăn chay nhức khớp khỏi vươn theo mình. Ăn chay là cứu sanh linh. Ăn chay là hết nghiệp hình về sau. Ăn chay làm phước sửa lòng. Thâm tâm thanh tịnh thoát vòng oan khiêm. Ăn chay hết bệnh kinh niên. Tim gan ruột thận bệnh yên như thường. Dù cho bệnh nặng phải vương ăn chay lọc huyết máu càng lưu thông. Người gầy ốm yếu lại mong, ăn chay đỏ thắm người càng đẹp da. Tiểu đường lên máu bệnh đa, ăn chay đổi máu khỏi da tốn tiền. U nang cùng với viêm xoang ăn chay hết bệnh vậy thì mới tin. Ăn chay chữa bệnh tài tình, loãng xương tuột máu không còn trong thân. Máu lên xây sầm tay chân, đầu quay mặt choáng ướt đẫm mồ hôi. Ăn chay niệm Phật biết rồi không còn bệnh tật nhà nhồi ở thân. Ăn chay đổi máu muôn phần, bệnh xuyễn sỏi mật cũng dần tiêu tan. Ăn chay trị được bệnh gan, dù cho cổ trướng cũng liền biến mau. Ăn chay không có bệnh đau, bởi vì không có vi trùng chúng sanh, không có máu thịt hồi tanh, không thêm độc tố ký sinh hại người. Ăn chay giải độc trong thân, cái thanh tà giữ trực thịt tống ra, xác thân như ngọc như ngà tâm khai huệ mở, Phật đã đâu xa. Ăn chay trơn điển hải hòa, gần trơn Bồ Tát, xa lìa quỷ ma. Ăn chay phước đức hà xa, ăn chay niệm Phật qua cơn hiểm nghèo. Ăn chay thần thánh hộ theo, độ đưa đến trúc đắc thành như lai. Phong thần có một không hai, hạ ngươn mặt Pháp ta nay xuống bài. Sử trao tu học mỗi ngày, để thi có sẵn, đính bài trở danh kỳ này mau dự cho nhanh, để không còn kịp mất danh một đời, uổng đi một kiếp có thân, mất rồi biết đến mấy ngàn tái xanh, tái xanh lẩn quẩn, loanh quanh, thú cầm ngọa quỷ bị hành ngục môn, mất đi một kiếp khó tồn, hiện giờ còn xác tỉnh hồn để tu, kỳ ba xả tội tha người, kỳ ba mở hội chọn người hiền lương, kỳ ba Phật Thánh mở đường, để thi có sẵn chọn trường để thi phong thần tên tuổi đã ghi. Y như điều kiện chắc thì đậu ngay. Lời Phật nói một không hai. Ai người ghi sớm ta cho đắc thành. Để tên với tuổi năm xanh. Số nhà quận huyện ấp thành ở đâu. Ghi nhanh để nộp bảng đầu. Phong thần nhất bảng ghi đầu tên danh. Quyết tâm bảng dự thực hành. Chọn trường cho đúng, phải hành cho y. Trường có giáo chủ chấm thi. Người trần mau đến chọn thi kịp về quan âm cứu khổ đã về. Phong thần tái bản cứu người trần gian. Lời thể chứng có thiên hoàng. Tu như bảng dự đắc thành chẳng sai. Nếu không chứng đắc như ngày, ta thể không xứng phong thần quan âm. Thích ca Phật thuyết chẳng lầm. Ai tu theo đúng phong thần đã ghi. Nếu không đắc đạo một khi, ta không tránh giác thích ca kiếp này. Phong thần tái thế kỳ ba. Thích ca thuyết pháp đạt ma ghi lời quan âm nước mắt nhỏ rơi phong thần hạ bút cứu đời hạ ngươn